Đấy, bây giờ nó cứu được rồi, nhưng mà cô phải uống tiếp tục, mà cô ngừng thì nó hết chất thì nó nhưng mà cái này là cô uống được bao nhiêu ngày thì nó thấy thế? Uống được một hộp thì à, uống hết một hộp thì nó hết đau à? Thì nó không nhận là hết, hộp thứ hai thì là thế, nó vẫn còn, nhưng mà bây giờ nó hơi hơi, nhưng mà nó không không đáng kể. Cái hộp đang uống này là hộp thứ hai phải không? Cái ngày ngày trước nó bị đau lâu chưa? Cô mới thôi, nó chỉ khoảng độ chả đến một năm đâu. Nó mới thôi, còn trước nó không thế đâu. Tay nó yếu à? Nó không không bấu được vào này à? Không nắm được vào, nghĩa là chỉ thẳng đơ lại, còn mà nắm cái gì, nhúm cái gì để mà nôi mà rất thì không 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 nhúm được vào để. Nếu mà khoam xuống cái này nó cứng mẹ đơ rồi. Nếu mà khoam xuống này lại càng không rồi. Không khoam được một tí nào. Đấy. Đấy, nó đơ mẹ, nó thẳng cái thằng này mà này, coi là nhúm cái gì không nhúm được. Thế con cứ đi chia sẻ tật với người ta là như vậy. Vậy là miễn là mà cái tay này nó sờ vào cái gì là không sờ, cái tay này nó cử động được biết, nhưng mà cái tay này không sờ. Con nó đờ à, chết à. Nhưng mà bây giờ thì nắm ra nắm vào. Đấy, thấy chưa? Miễn là cái quá tốt. Cái khớp gối của cô bị nổi. Cái khớp gối thì nó cũng mới, cũng không đau đâu. Cô bây giờ mới, nó mới mắc bệnh thôi. Không đấy, những người mới rất là tốt. Nếu uống tầm hết hơn non là bắt đầu cảm thấy nó... Miễn là cần hết một lon thì thấy cảm thấy nó đỡ đỡ. Nhẹ. Sao non này là tạm tạm. Đấy, nó nhạy trong người nó sướng nhỉ, nó cứ có nhạy. Có bị hay chuột rút nên cái bị ấy à? Cậu cô thì không có cái đấy, còn đau lớn thì cô không có đau đâu, không có gì cả. Mới bắt đầu nó phát hiện được khoảng tầm năm nay thôi. Đấy, những cái người như thế rất tốt nhá. Nào, cô bây giờ thì cô uống cái bàn thì cô thấy nó khỏe. Những người như thế thì nó nhanh. Trông cái nừng không bị đau không? Nừng không đau, người không đau gì. Nghĩa là nừng thì nó không đau. Chỉ có lúc nào mà làm nhiều thì nó mỏi lưng. Thế chứ còn như là cái gối mấy chân, cái gối này, cái gối cái tay thì cô thấy nó mắc bệnh ruột luôn. Cái chân này khả năng cho đầu không hình nữa rồi. Đấy. Nhất là ngồi ăn cơm một khoanh này ha. Đứng dậy rồi ra. Má giờ này mà đứng rồi chống má lên 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 này lên được. Đấy. Thế nhưng bây giờ là đi đường này đi được. Đấy, cái cô chia sẻ bố cháu uống hết khoảng độ bây giờ lấy phải 5 6 7 lon. Cô về bố cháu. Cô đi học phụ nữ hay là cô đi học tuyến tuyển liệt tuyến của bố cháu. Lần trước là 33, bây giờ giảm xuống còn 22. Và cái hoa mắt chóng mặt mới thoái hóa của bố cháu hết sạch rồi. Đấy nha, cô nha. Mà bây giờ thì thật sự là này, uống cái sữa này thì nó lưng nửa ngày, nhưng mà nó hết sữa là 2 ngày đã, trong người không cảm thấy cái hão. Đói. Có chị. Thế còn gì không? Uống cái sữa vào thì cứ thấy nó cứ lơ lửng cả ngày. Đúng rồi, nó cung cấp nó hết cung cấp đầy đủ rồi. Nó đói, không hão. Nó không mệt đâu. Nhưng mà công quá là nó đói là vì nó nó đã tụ cơ thể mình bây giờ thì cô không thấy mệt mỏi. Thế nhiều đứa trẻ con ăn được. Thế đợt trước cô bị ngã xong rồi cái đợt ngã ấy, xong lúc nó có hồi yếu không? Lúc ngã xong thì nó mệt, nhỏ, kể cả lúc chưa ngã mệt, cô vẫn mệt mỏi. Chưa ngã cũng yếu rồi mệt mỏi. Thế mà lúc ngã mẹ xuống nói chuyện còn thở ra ra hơi còn là. Lúc ngã mệt lắm, người nó gầy mà. Bắt xuống à. Thì tôi hôm uống à. Thì chả biết nào uống sữa hay là nó khỏe đâu. Uống được nửa tháng gọi điện nó như phát tăng được 2 cân rồi. Dạo này đen trắng, nhỉ, đen à? Trắng đẹp ra này còn cô lại cái nước da của mình nó xỉn rồi không? Nó xỉn từ ngày xưa mà bây giờ đấy mà uống mà nó như sáng là nhưng mà em thì thời gian nghĩa là từ năm ngoái đến nay là em không làm nhiều, mà kể cả từ ngày ngã giờ em lại càng không làm. Sợ. Con nó không cho làm. Sợ. Nó bây giờ phải cả đi làm gì nó không cho làm, cái thằng bé nó không làm, không cho làm gì đâu, bảo em bảo đi làm thôi, làm gì đi. Và cái tay của cô là nó hoạt động liên hoạt bình thường à? Bình thường rồi. Phải trước kia nó còn cô không nhúng được một cái gì mà nó cứ đơ này này cũng nắm được. Đấy, cái anh Vân học thế. Anh ấy uống được 5 lon bắt đầu anh ấy. Nó cứ nhức ở cái khung này. Đâu, 2-3 lon rồi, 2 lon. Anh ấy giấu cho cô nhá, anh ấy không nói cái gì là. Anh ấy để ý, anh chưa khen một cái gì về sữa nhá. Xong mãi đến hôm cuối cùng bắt đầu anh bảo, nay cháu mới khai thật cô là cái món tay này của cháu cũng đơ không lâu rồi, không bật được mấy nửa cái thuốc lá nữa. Mà nó cứ biết là không động được cái bật giờ không thể nào mà bật được. Bây giờ cháu bật được mấy nửa mà bây giờ cháu cổ động bình thường. Bây giờ cháu mới khỏe thật với cô, còn cháu cứ im cháu còn theo dõi. Bật mấy nửa không bật được. Đấy, cái đảo đấy nó bảo im thì cháu còn theo dõi. Nếu mà nhúng cái cỏ, chưa từng bốc nhúng cái cỏ cũng không giật được. Thế bây giờ không nó có uống á? Không giật được. Em thì em cũng biết rồi, nhưng mà cô nó bảo thôi vàng nữa thì nghỉ vàng nữa.